Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên băng tần 27.7 được phát hình tại Houston, Texas, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, xứ ngôn viên Bảo Khanh và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Lãnh đạo phe đối lập của Canada gọi thủ tướng là kẻ lập dị, bị đuổi khỏi phòng họp. NYPD cảnh sát cảnh đã cảnh báo rằng các tác nhân bên ngoài đứng đằng sau sự leo thang tại các cuộc biểu tình của Đại học Columbia University. Cảnh sát Georgia đàn áp người biểu tình dự luật đặc vụ nước ngoài bằng vòi rồng và hơi cay. Hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đêm trước ngày quốc tế lao động ở Berlin. Tai nạn xe bus và tàu hỏa ở Los Angeles, hàng chục người bị thương. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Lãnh đạo phe đối lập Canada gọi thủ tướng là kẻ lập dị, bị đuổi khỏi phòng họp. Trong một hành động bất thường, lãnh đạo đảng đối lập chính của Canada đã bị đuổi ra khỏi Hạ viện vào hôm thứ Ba sau khi ông gọi thủ tướng Justin Trudeau là kẻ lập dị. Cuộc đụng độ mới nhất giữa hai người đàn ông chuẩn bị tranh cử vào năm tới. Đảng Bảo thủ thuộc phe đối lập chính thức đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Sự bắt đầu khi lãnh đạo đảng Pierre Poilievre chỉ trích điều mà ông gọi là việc ông Trudeau từ chối giải quyết các vấn đề sử dụng ma túy quá liều. Chủ tịch Trent Figgis, một đảng viên đảng tự do, nói với ông Poilievre rằng bình luận này vừa không mang tính nghị viện, vừa không thể chấp nhận được và đã yêu cầu ông rút lại 4 lần. Poilievre mỗi lần đều từ chối, thay vào đó ông nói rằng ông sẽ dùng từ cực đoan hoặc cấp tiến. Figgis nói với Poilievre rằng ông ta đang coi thường quyền hạn của chủ tịch và nói: "Tôi ra lệnh cho anh rời khỏi Hạ viện trong thời gian còn lại của phiên họp hôm nay." Ông Poilievre và hầu hết các nhà lập pháp của ông sau đó đã rời đi. Trudeau có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với ông Poilievre, người mà ông cáo buộc là người cực đoan và là người ủng hộ phong trào Make America Great Again của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trudeau cáo buộc ông Poilievre dành thời gian cho các nhóm cực hữu, gây ra những tiếng la ó lớn từ các thành viên bảo thủ. New York Police Department cảnh báo các tác nhân bên ngoài đứng đằng sau sự leo thang tại các cuộc biểu tình ở trường đại học Columbia University. Thị trưởng của New York là ông Eric Adams và các quan chức của NYPD vào hôm thứ Ba cho biết là những kẻ kích động chuyên nghiệp bên ngoài đã được xác định trong các cuộc biểu tình ở trường đại học Columbia University trong những ngày gần đây. Phó ủy viên tình báo và chống khủng bố là Rebecca Wagner đã cho biết đây là những người đã được bộ cho biết đến trong nhiều năm. Phó ủy viên điều hành Cass Doctry đã cho biết là các cáo buộc trộm cắp cấp độ 3, tội phạm tinh nghịch, xâm phạm và gây rối trật tự là một trong những cáo buộc mà các cá nhân có thể phải đối mặt với cảnh sát bắt giữ họ ở Hamilton Hall hoặc là khu cấm trại. Các quan chức của trường đại học Columbia University vào hôm thứ Ba đã đe dọa đuổi học những học sinh viên nào chiếm giữ một tòa nhà lớp học, làm gia tăng tình trạng bế tắc kéo dài gần 2 tuần giữa các quản trị viên và các nhà hoạt động ủng hộ cho Palestine trong khuôn viên của Manhattan. Cuộc chiếm đóng bắt đầu chỉ sau một đêm khi những người biểu tình đập vỡ cửa sổ và tiến vào hội trường Hamilton, nơi họ giăng biểu ngữ ghi là hội trường Hint, tượng trưng là đổi tên của một tòa nhà theo tên của một đứa trẻ Palestine 6 tuổi bị quân đội Israel giết chết ở dải Gaza. Bên ngoài tòa nhà thì 8 tầng theo phong cách tân cổ điển, nơi sinh viên làm việc khác nhau trong khuôn viên của trường có niên đại từ những năm 1960, thì những người biểu tình đã dùng bàn chặn lối vào, khoanh tay tạo thành rào chắn và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cho Palestine. Cảnh sát Georgia đàn áp người biểu tình dự luật đặc vụ nước ngoài bằng vòi rồng và hơi cay.
Lực lượng an ninh của Georgia đã sử dụng vòi rồng, hơi cay và lựu đạn gây choáng để chống lại những người biểu tình bên ngoài quốc hội vào cuối ngày thứ ba và đầu giờ ngày thứ tư. Leo thang mạnh mẽ của đàn áp sau khi các nhà lập pháp tranh luận về dự luật đặc vụ nước ngoài được phe đối lập và các quốc gia phương Tây xem là độc tài và lấy cảm hứng từ Nga. Sau khi bị giải tán khỏi quốc hội, khoảng 2.000 người biểu tình tiếp tục chặn đại lộ Rustaveli chính của Tbilisi, rào chắn nó bằng bàn cà phê và thùng rác. Một số hét lên nô lệ và người Nga với cảnh sát. Trước đó, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui để giải tán một số người biểu tình đang cố gắng ngăn cản các nhà lập pháp rời khỏi lối vào phía sau của quốc hội. Dự luật đã làm gia tăng sự chia rẽ ở quốc gia miền Nam Caucasus bị phân cực nặng nề, đã khiến cho đảng giấc mơ Georgia cầm quyền chống lại phong trào phản kháng được các nhóm đối lập, xã hội dân sự và người nổi tiếng và tổng thống bù nhìn ủng hộ. Kính thưa quý vị, hàng ngàn người biểu tình ôn hòa trong đêm trước ngày quốc tế lao động ở Berlin. Theo một phát ngôn của viên cảnh sát, thì khoảng 2.800 người biểu tình đã xuống đường ở Berlin vào tối hôm thứ Ba, kỷ niệm đêm trước ngày quốc tế lao động bằng một cuộc diễn hành ôn hòa mà những năm trước đó đã biến thành màn khói bạo loạn trong đêm hôm sau. Một số ít pháo sáng và pháo bông đã nổ trên các mái nhà dọc tuyến đường khi những người biểu tình mang theo các biểu ngữ có nội dung là hủy bỏ chế độ phụ hệ và các bạn sẽ không bịt miệng chúng tôi. Những câu khẩu hiệu tất cả Berlin ghét cảnh sát đã liên tục được nghe thấy mà phát ngôn viên cảnh sát là Anja Dekker đã mô tả là điều chúng tôi đã biết từ những năm trước đó. Bà Dekker cũng đã cho biết là khoảng 3.000 sĩ quan đã được tung ra vào ngày 30 tháng 4 và khoảng 6.000 người đã được lên kế hoạch cho lễ lao động 1 tháng 5 đã chuẩn bị. Bà cho biết là nếu có một hành vi phạm tội hình sự, chúng tôi sẽ hành động kịp thời và nhanh chóng. Bạo loạn vào ngày lễ lao động 1 tháng 5, kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1987, đã gây ra thiệt hại lớn cho nhiều khu vực của thành phố, đã giảm bớt trong những năm gần đây sau khi cảnh sát đã chuyển chiến thuật từ chống lại những kẻ bạo loạn sang giảm leo thang. Tai nạn xe bus và tàu hỏa ở Los Angeles đã làm cho hàng chục người bị thương. Hàng chục người bị thương sau vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe bus ở khu vực Exposition Park ở Los Angeles vào hôm ngày thứ Ba. Tàu điện ngầm chở hơn 150 hành khách và xe bus của Đại học Southern California, USC đã va chạm với nhau. Nhà chức trách nhận được báo cáo về sự việc ngay trước buổi trưa giờ địa phương trên đường Exposition Boulevard gần với Worldway. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã vận chuyển hai cá nhân từ tàu xe bus USC đến bệnh viện gần đó. Cả hai đều trong tình trạng nghiêm trọng. May mắn thay họ vẫn tỉnh táo và giao tiếp được và hiện đang trong tình trạng ổn định. Ngoài ra, 16 hành khách trên tàu Metro bị thương ít nghiêm trọng hơn nhưng cần được chăm sóc y tế tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe địa phương. Tổng cộng có 37 cá nhân được điều trị tại chỗ và sau đó đã được xuất viện. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.